Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì ngày hôm nay mình làm một clip là mình muốn giới thiệu về cái quán game ở bên Nhật Bản. Thì hiện tại mình đang ở trước cửa một quán game. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong để khám phá xem cái gì bên trong nhá. Đây là phía bên trong của quán game này. Thì trong này chắc mình quay này. Đấy, rất nhiều máy luôn. Thì đây là cái máy ở quán LED ở Nhật Bản nhá. Đây là hai cái máy đi chơi game này. Rất nhiều máy luôn. Đây là game Liên Quân à? À không phải Liên Quân, chơi gần gì hết. Ở đây thì đây, rất nhiều máy luôn. Mình thì mình cũng không hiểu cách chơi thế nào nữa. Đây các bạn xem này. Đấy. Trên này có các phím rồi là lên cái màn hình cảm ứng để chọn này. Màn hình cảm ứng để chọn để chơi game bao nhiêu game này. Rất nhiều máy luôn. Đây tiếp tục quay các bạn xem. Ở cái máy này thì mình tìm hiểu thì có thể chơi được rất nhiều loại game nhá. Tất cả các loại game luôn. Thì ở phía bên đây thì mình thấy có game đua xe này. Đây. Có hẳn một cái mô hình ô tô luôn này. Đấy, cần lái là số cái kiểu đủ cả luôn này. Rất nhiều máy luôn. Đây mọi người. Đây nguyên một cái vô lăng ô tô nữa. Các còi các kiểu đủ luôn này. Đấy. Ở phía bên này cũng thế nhá. Đây chỉ là game đánh bài này, đánh cờ này. Rất nhiều loại máy luôn nhá. Phía tiếp theo này. Thì thực ra thì mình cũng không hiểu cái cách chơi của mấy máy này nữa. Đây cái máy, đây trước đây là cái máy này, cái máy game gì này. Thì đây nhá, ở cái quán net của Nhật Bản thì nó chỉ như này thôi nhá. Nó không có màn hình máy tính như cả ở Việt Nam đâu. Mà chơi trực tiếp bằng cái máy tòa luôn này. Đấy, đủ loại game luôn. Đây, tiếp theo này, cái máy này, cái máy chơi hoa dạng hoa quả này. Cách chơi thì chúng ta là đút tiền và lỗ. Không có lỗ đút tiền đấy. Đút tiền là xong, bắt đầu là máy bắt đầu hoạt động rồi mình bấm nút này. Mình bấm nút này là bắt đầu nó sẽ hoạt động, nó sẽ quay thôi. Quay ba này về trùng với nhau, ba cái trùng nhau là ăn luôn. Rất nhiều máy luôn này. Đấy. Ở cái khu này có một cái máy gấp bóng này, máy gấp bóng. Gấp bóng thì các bạn là gấp bóng là dùng cái phím điều khiển này nhá. Rút tiền vào cái lỗ này, 100 yên một lần chơi này. Rút cho cái phím này, lỗ này rồi là điều khiển mang cái phím này nhá. Gấp được quả bóng vào đây này. Quả bóng gấp được vào cái chỗ là được ăn con gấu con bên trong hoặc là mô hình anime Nhật Bản này. Đấy. Tiếp theo bên này này, bên này là một cái máy gấp gấu này. Trong cái quán game mới tích hợp đủ các loại luôn nhá. Đây là chơi bi này, mình không hiểu cái trời to lắm này. Chơi bi xong là phần thưởng là được các cái ví ấy này. Ví các cái nhân vật hoạt hình anime này. Tiếp theo đây. Đây lại là một cái máy chơi này. Đấy. Cái máy này là cái máy gấp mô hình nhá. Máy gấp mô hình các nhân vật mình không biết trên hoạt hình này là gì nữa. Song Goku thì phải. Đây thì là chơi cũng là rút tiền. Mọi người rút tiền xu vào cái lỗ này. Rút tiền xu vào cái lỗ này, sau đó là các bạn được gắn cái cần chỉnh này. Sau đó cần chỉnh nó chạy này. Chạy xong bắt đầu là kết thúc rồi, các bạn ấn nút này up một phát là sẽ đẩy cái hộp này nó rơi xuống đây là các bạn sẽ được phần quà luôn. Đây, phía trong này còn rất nhiều máy luôn này. Rất nhiều máy luôn. Thì mình không biết là những cái game gì nữa. Thì đây cũng toàn là máy chơi game cả nhá. Đấy, các cái phím nháy này là cái nút ấn này. Nút ấn cho các bạn chơi game này. Đây, rất nhiều máy luôn. Đây thì đặc biệt là dán rất nhiều các cái nhân vật hoạt hình nhá. Đây là các kiểu là item này. Đấy. Rất nhiều luôn. Tiếp theo cái khu này là một cái khu trưng bày các cái nhân vật hoạt hình anime rồi là khu cái dạng tượng này.
Đấy. Tất cả đây là dành cho những bạn nào thích là các cái nhân vật tự động hoàn hình nhá. Đủ các thời đại luôn này. Đấy, các cô làm rất sexy luôn. Đấy, Son Goku này. Tiếp theo là rất nhiều loại luôn. Cực kỳ nhiều loại luôn nhá. Đây là các cái nhân vật hoàn hình của Nhật Bản nên mình không rõ nữa. Cực kỳ nhiều luôn. Phía trên đây còn rất nhiều này. Đó, phía trên đây còn cực kỳ nhiều luôn. Mình quay tất cả các bạn xem này. Chúng mình đã thấy mọi người nhá. Đây là các cái hộp mà bot này. Bot bên trong là các cái nhân vật hoàn hình nhá. Đây, bạn nào xem hay xem màn hình của Nhật Bản thì mọi người sẽ biết là đây là những nhân vật gì này. Đấy. Đây, lại gấu ông anime có luôn này. Tất cả luôn mọi người. Tiếp theo mình sẽ đi sang khu khác này. Ở phía đằng trước này, bên khu bên này là những cái máy gì mình không rõ nữa. Máy nó rất to luôn này. Muốn chơi cái máy này thì phải tập vào trong, mở cửa chui bên trong để chơi luôn nhá. Đấy, đây là một toàn phần một cái quán net của Nhật Bản nhá. Thì nhiều bạn trên mạng là vẫn thắc mắc là không biết cái quán net của Nhật Bản thế nào. Thì ngày hôm nay mình quay đầy đủ cho bạn xem đây. Đấy, phía bên trong một cái quán net. Quay ra phía bên ngoài này. Đấy, đó là lật chơi nhá. Thì ở đây giới thiệu cho các bạn nè. Ở chỗ này này. Ở chỗ này là một cái máy đổi tiền nhá. Máy đổi tiền xu này. Thì các bạn muốn chơi game thì các bạn đều phải là đút tiền xu vào các cái lỗ này nhá. 100 yên một lần chơi này. Đấy, 100 yên một lần chơi này. Đút tiền xu vào cái lỗ này. Thì các bạn nếu có tiền xu sẵn rồi ấy thì các bạn chỉ cần đút vào, các bạn bấm nút cho các bạn chơi, chọn vào trường cho chơi thôi. Còn riêng các bạn dùng tiền giấy ấy thì các bạn phải đút tiền vào đây. Đây các bạn có thể đút tiền vào đây này, thì đây có nhà là 1 sen này, 5 sen này và 1 man. Đấy, các bạn đút tiền giấy vào đây thì tiền xu nó sẽ tự khắc vào laser nơi này. Đấy. Đây là giới thiệu cái máy bán tiền, máy chuyển tiền. Còn ở cái lỗ này là đổi từ đồng 500 yên sang đồng 100 yên này. Đấy, được 5 đồng. Thì nãy mình vừa đi vào tham quan con game xong thì hiện tại mình đang về một cái quán thịt. Con thịt này là con thịt của người Hàn nhé. Và mình mua ít thịt để ăn sang tuần này. Hôm nay chủ nhật thì mua đồ để ăn cho ngày mai. Đây có một anh nhân viên xinh cực luôn. Đây thì ở đây có rất nhiều loại thịt luôn nhá. Thịt bò, thịt lợn. Rồi là cánh gà, lòng mè gà, đủ các thứ luôn nhá. Thì đây là cái số thịt này. Sau khi mình vào quán game mình quay xong thì mình ra mình mua đây. Chỗ này tầm khoảng chục cân này, thịt lợn này, nguyên tảng này. Rồi đây thịt bò này, thịt bò, thịt lợn tầm khoảng mấy cân, chỗ này tầm khoảng chục cân này. Đây hộp cánh này. Rất nhiều luôn. Đây này. Thì ngày hôm nay mình đi mua thịt thì mình phải đi tàu điện để đi sang bên tỉnh bên cạnh luôn. Thì giờ hiện tại mình đang trên tàu về nhá. Thì đây là phía bên trên của cái tàu điện của Nhật Bản này. Đấy. Tàu tốc độ chạy hiện tại đang chạy rất bình thường luôn. Đây phía bên ngoài đấy. Hai bên tận cây cây cối luôn. Hiện tại mình đang phải trên tàu để về ga của mình rồi, mình sẽ về nhà.
Tại thì mình đã về đến ga, giờ mình sẽ đi qua ga để về nhà nhá. Ở phía sau các em gái Nhật rất xinh luôn này. Đồ máy xách rất nặng luôn. Để mình mặc đồ này. Đây phía đằng sau là taxi của Nhật Bản, xe taxi của Nhật Bản đấy. Hiện tại thì mình đang ra chỗ đẩy xe để mình trở về nhà.